Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu lyric của danh thủ người Thái Lan Vinay ha. Thì cái câu lyric này trong cái series ở Jam Rock Center của Vinay đã làm và hướng dẫn 20 cái câu lyric rock ballad rất là dễ thương. Thì mình hôm nay mình hướng dẫn các bạn một vài câu ha, nó cũng tương đối đơn giản. Nếu bạn nào thích solo hãy like, share, comment, mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn nhé. Thì cái câu lyric này nghe nó màu sắc rất là vui tươi hạnh phúc đúng không bạn? Thì nó dựa trên cái âm dài mi trưởng ha, mi trưởng. Thì vòng hợp âm nó rất là đơn giản ha, vòng hợp âm của nó đầu tiên từng khuôn ha, là nó một vòng một cái hợp âm mi trưởng này. Sau đó qua la trưởng. Sau đó qua đô thông thứ. Sau đó quay trở về la trưởng và cuối cùng là kết thúc mi trưởng. Nghe nó rất là sáng ha. Thì có cái phần download tab, thì cái phần tab này mình viết lại chứ không phải giống như ở trên Drum Track Center nha các bạn. Họ viết không chính xác. Sau khi mình xem kỹ bên này đánh thì thấy có một vài điểm họ không chính xác. Mình sẽ phân tích khi mà mình hướng dẫn các bạn trong quá trình hướng dẫn ha. Thì đầu tiên chúng ta bắt đầu với cái khuôn đầu tiên á, là đầu tiên, các bạn kéo vuốt dây để chúng ta đánh cái nốt mì buồn. Đầu tiên đơn giản thật, để các bạn vô cái nhịp đầu tiên, sau đó chúng ta ngay ngang 4 ha. Sau đó dây rê thì chúng ta mi nè, fa thăng, son thăng, si. Thì ngay chỗ này các bạn ngay chỗ ngăn 4 các bạn slide lên ngăn 6, slide lại ha. Và sau đó chúng ta đánh một cái điểm nhấn chỗ này. Các bạn nghe nó hay hơn, mặc dù cái nốt slide này qua nghe nó sành, nó son thì nó không nằm trong scale của mi trưởng nhưng mà nó tạo cái mùi vị lạ một tí ha. Lại câu đầu ha. Nghe chỗ này bạn nhá rất là nhanh ha. Rồi tiếp theo chúng ta slide lên từ ngâm 4 lên ngâm 6 tiếp. Sau đó ngâm 4, ngâm 5, ngâm 7. Thì từ ngâm 7 chúng ta slide lên ngâm 9 chậm nha bạn. Chủ yếu các bạn đánh trên dây số 2 và dây số 4 nhớ là các bạn hãy download tab về. Chúng ta xem bên đó và nhìn vào thấy tài của mình chỉ từ cái, nó sẽ đơn giản hơn nha. Rồi tiếp theo các bạn đánh, chúng ta ngâm 7 nè, chúng ta hammer on vô ngâm 9, chúng ta slide lên ngâm 12, chúng ta đánh ngâm 12 một lần nữa ha. Các bạn như thế này chúng ta ngâm 11 lên ngang 13, chúng ta đánh ngang 12 lại nha, lại nha bạn nha. Các bạn ngang số 9, các bạn slide xuống ngang số 8, các bạn hammer on ngược lại ngang số 9, các bạn đánh ngang số 9 một lần nữa, tức là chúng ta có 9, 8, 9, 9 ha. Nguyên câu này đánh lại ha. Cái câu kết thúc của chúng ta sao? Các bạn slide lên từ ngăn số 9 lên ngăn 11 ha.
tức là 9 11, sau đó các bạn đánh ngăn 9 dây sol, các bạn slide ngược lại từ ngăn 11 đến ngăn 9, sau đó xuống ngăn 7 lại nha bạn, sau đó bạn đánh lại ngăn 9 của dây sol. Từ 7 ngăn 6, sau đó các bạn đánh lại ngăn số 9 của dây rê ha. Đây, chúng ta đánh ngăn số 9 lên ngăn 11 là hết câu. Mình đánh chậm lại câu sau ha. Lại nha. Lúc nãy mình có phân tích với các bạn trong tab nó ghi có bị sai so với cái thế tài đánh thật sự của bên này, đó là ngay cái điểm như thế này. Thì ở trong tab họ không dùng kỹ thuật slide chỗ này mà họ dùng kỹ thuật hammer-on pull-up, tức là gì? Thì thật ra bên này không đánh như vậy, mình xem anh ta đánh cái thế tài thì người ta slide nó sẽ dễ hơn. Nếu các bạn thì nghe nó không hay bằng các bạn slide luôn. Đó là cái điểm khác biệt thì mình để chỗ này các bạn. Thì ok, đánh từ đầu chậm để cho các bạn nghe nha. Về mình có kèm theo cái backing track để các bạn có thể tập luyện thôi nhé. Nhớ like và share comment nhé. Hy vọng clip này cũng giúp ích cho bạn trong việc học solo ha. Các bạn thấy cây đàn này nó có lạ không? Đây là cây đàn phím xéo Fan Fret, rất là hiện đại. Ở Việt Nam thì có một vài bạn dùng thôi, chưa phổ biến lắm. Thì Amigo cũng tiên phong để đưa cái cây đàn này đến với giá là rẻ hơn so với nếu các bạn mua quốc tế. Nếu các bạn mua quốc tế thì cây này nó rẻ hơn tới 50%. Thì các phím xéo này nó sẽ rất thuận tiện để cho các bạn solo ha, và đặc biệt các bạn hạ dây nó rất là chuẩn. Các bạn hạ dây hãy xem cái link trong cái phần mô tả hoặc là cái comment đầu tiên, mình có để cái link giới thiệu về cái đàn Fan Fret này. Nó có hai màu, một cái màu xanh như thế và một cái màu đen ha. Top nó là blur ha, rất là đẹp ha, kiểu giống như hoa văn, và đặc biệt nó là cần liền các bạn gọi là neck through. Nó cho cái sustain và cái tiếng nó rất là dày ha. Là mỗi cái rất là chỉnh chu, rất là đẹp ha. Giá nó là chỉ có 7 triệu mấy mà thôi. Nếu các bạn quan tâm hãy inbox, cái đàn này sẽ đáp ứng được nhu cầu của các bạn muốn trải nghiệm những thứ mới lạ của thế giới nhé. Hãy nhớ like, share, comment và ủng hộ Amigo Guitar Shop nếu có thể. Xin chào và hẹn gặp lại.